Xin chào các bạn. Hòa mình vào không khí cuồng nhiệt của U23 thì công ty cà phê Đức Anh có cho ra mắt gói cà phê đặc biệt các bạn ha. Gói cà phê giá cực kỳ đặc biệt. Chỉ 23.000 cho 230g cà phê đó các bạn. Các bạn có thể thấy được cái gói bên mình đóng gói chất lượng cũng như là cái sản phẩm, thì các bạn có thể thấy đây những cái hạt cà phê đa mộc hoàn toàn các bạn ha. Thì các bạn muốn để nguyên hạt thì các bạn cứ comment vào những cái đơn hàng, những cái số đơn hàng các bạn muốn để nguyên hạt thì bên mình sẽ để nguyên hạt cho các bạn, còn mặc định bên mình sẽ xay sẵn pha phin các bạn ha. Rồi, chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.